Special costumes à, Các bạn sẽ phân biệt hai chữ Mà na ná giống nhau Lại còn đọc cũng na ná giống nhau nữa Một là từ trên Costume Đó là từ trang phục Và từ custom Là phong tục, tập quán ở đâu đấy Ok Hai từ này khác nhau nhé Cách đọc khác nhau Từ đầu tiên thì âm o là âm o là chưa Và âm u đằng sau là âm u Costumes Và thứ hai là u là âm a cast custom First question is, do you like to wear special costumes? Yes, I'm really into special costumes. To me, dressing up and pretending to be someone can be a fun and safe way to find out what it's like to be someone or something else. Inhibitions disappear when you are being someone else. so at Halloween or any theme party, I can dress up as any character I want without being judged. I'm really excited to come up with my own ideas of how to do the makeup and pick accessories to match the costume that I'm wearing. Did you try any special costumes when you were young? As a kid, I loved to play dress up. I had a whole costume suitcase full of all kinds of sparkly dresses or scarves. And if you're a boy, Spider Man suits and tuxedo. I remember having play dates with my friends, and we all dress up and get lost in our little world of mermaids and princesses and genies. Or if you're a man, if you're a boy, you can say that we get lost in our all little world of superheroes like Spider Man, Superman, and The Flash. We all got so excited when engaging in dress up play. When was your, when was your last time to wear special costumes? Maybe when I was 7 or 9 or 8, I remembered I was so into the Spider-Man outfit, as Spider-Man was hands down my favourite hero back then. I suppose every kid wants to be the iconic Spider-Man at some point in their life, because Spider-Man is so cool when he can shoot webs out of his wrists and swing through the air and he's strong enough to fight bad guys. So for Halloween that year, I best, um, I pestered my mom to buy me a Spider-Man costume, and I finally got a chance to put it on and pretend that it gave me the strength and agility of a Spider-Man. First question is, um, bạn có thích mặc trang phục, uh, mặc, mặc đồ hóa trang hay không? Thì ngoài nói là từ like, bạn thấy bài thành into, rất là thích đồ hóa trang. Vì sao thì ngoài là nói là wearing wearing special costumes là mặc đồ hóa trang ra thì mình có thể dùng từ dressing up cũng là kiểu như um, mặc đồ hóa trang nhá, bằng hai từ này bằng nhau nhá. Đối với tôi thì mặc đồ hóa trang và đóng giả làm ai đấy thì là một cách rất là thú vị để có thể tìm để có thể mà mình uh, hiểu là uh, trở thành một ai đó hoặc trở thành một thứ gì đó thì thì cảm giác như thế nào. Inhibition đây là bằng với từ uh, bằng với từ uh, embarrassment bằng với shyness. Tức là cái sự xấu hổ của mình sẽ biến mất khi mà mình trở thành một ai đó ở đây các bạn có thể sẽ, một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao ở đây lại có you are rồi lại còn being nhá Thì thực ra đấy là cách nói của họ thôi, nó không phải là sang ngữ pháp đâu ạ là khi bạn trở thành một ai đó Thì người ta không nói là like you are someone else You are being someone else uh, Đơn giản là ngữ pháp văn nói thì có thể dùng như vậy khi mà mình nói là mình đang muốn trở thành một cái gì đấy um nên là ở Halloween hoặc là bất kỳ một cái bữa tiệc nào mà có chủ đề á, mình sẽ hóa trang thành một bất kỳ một nhân vật nào mà mình muốn và không bị người khác uh, phán xét đúng không? xét uh, không bị người khác nói và tôi rất là thích việc là mình có thể tự đưa ra mình mình tự đưa ra ý tưởng riêng của mình bằng cách make up như thế nào và nhặt uh, chọn cái phụ kiện mà có thể phù hợp với trang phục mình đang mặc mà mình sẽ mặc chẳng hạn mà hồi còn bé thì bạn đã thì hồi còn bé thì các bạn đã bao giờ mặc trang phục chưa đã hóa trang bao giờ chưa à, đã mặc cái đồ giấy đồ trang phục giấy đặc biệt chưa thì hồi còn bé thì mình rất là thích chơi dress up mình rất là thích chơi hóa trang này mình có một cái um, như kiểu một cái vali nhỏ hoặc là một cái túi nhỏ đi một cái túi nhỏ đựng toàn những cái đồ hóa trang Uh, tất cả các loại uh, ví dụ như là con gái nhá thì các bạn có thể dùng là những cái váy vóc thì những cái váy vóc lấp lánh rồi hoặc là um, gì nhỉ cái này scarves là gì nhỉ như kiểu là cái um, scarves ở đây là cái gì quàng cổ khăn quàng cổ đúng không hoặc là váy vóc lấp lánh các thứ hoặc đấy là con trai các bạn thể nói là spiderman suits hoặc là superman suits đấy chẳng hạn superheroes suits những cái uh, bộ uh, Siêu, siêu, nhân đúng không hoặc là những bộ taxi -si đâu là những cái bộ uh, taxi -si đâu là bộ gì như kiểu bộ vest nhưng mà nó trông nó xịn xò hơn nhá taxi -si đâu những bộ taxi -si đâu các bạn có thể google nhá à, tôi còn nhớ là mình hay chơi với bạn thì các bạn có thể dùng từ I having hoặc là I remember playing with my friends thì nói là I remember having play dates with my friends. Có những cái hôm mà mình chơi với bạn bè và chơi của bạn với bạn của mình và mọi người sẽ đều mặc một cái trang phục gì đó và chúng tôi như kiểu đắm chìm vào trong cái thế giới của nếu là con gái nhá thì sẽ là đắm chìm thế giới của nàng tiên cá rồi các công chúa rồi các thần tiên các thứ chẳng hạn còn con trai sẽ là superheroes những cái nhân vật siêu anh hùng như là những nhân vật siêu anh hùng như là Spider-Man, Superman, The Flash The Flash là những siêu anh hùng chạy nhanh này đúng không? Tia chớp chúng tôi rất là thú, uh, rất là thích thú khi mà mình được chơi dress up, chơi hóa trang như vậy. câu cuối cùng là lần cuối cùng bạn mặc đồ hóa trang là khi nào? thì có thể là khi lúc mình 7 đến 8 tuổi. mình nhớ là mình rất rất là thích cái bộ outfit cái này có dùng chung cho cả hai con trai con gái đều ai có thể trở thành spiderman cũng được hoặc superman cũng được. mình mình rất là thích cái bộ trang phục mà người nhẹ, bởi vì người nhẹ hands down hands down là bằng với từ definitely chắc chắn là cái gì đấy uh, kiểu hiển nhiên là Spider-Man người nhện thì chắc uh, thì người nhện thì uh, kiểu uh, rõ ràng là um, siêu anh hùng là là siêu anh hùng yêu thích của mình hồi đó và mình nghĩ là mỗi đứa trẻ thì đứa nào kiểu gì cũng sẽ muốn trở thành nhân vật Spider-Man iconic uh, Nhân vật Spider-Man uh, Um, nhân vật nhân vật có sức ảnh hưởng như Spider-Man đúng không? Một lúc nào đó trong cuộc đời. Uh, vì sao? Vì Spider-Man thì rất là cool ngầu, vì có thể gì có thể bắn được những cái tơ, bắn được những cái uh, bắn được nhện ra khỏi uh, bàn tay của mình. Nếu bạn không nhớ được từ wrist là cái từ cổ tay á thì bạn thể dùng từ hand cũng được hoặc là fingers cũng được từ ngón tay của mình, từ ngón tay của anh ấy và có thể swing through the air, có thể bay lượn lờ trên không trung này và khỏe và rất là khỏe để có thể chiến đấu được những cái tên nhân vật xấu đúng không? Và đối với Halloween năm và và Halloween năm đó thì tôi đã pester somebody to do something. Thường là trẻ con đối với bố mẹ tức là trẻ con nó năn nỉ nó van nài bố mẹ mua cho cái gì. Bạn dùng từ pestered hoặc là insisted on. Um, tôi năn nỉ mẹ mua cho tôi cái bộ trang phục Spider-Man và cuối cùng cũng có cơ hội để được mặc nó lên Uh, mặc cái gì thay vì nói là wear something hãy dùng là put it on là mặc cái gì đó lên người và cứ tưởng tượng là và cứ giả vờ là cái áo đấy cái bộ trang phục đấy uh, tiếp mình tiếp thêm cho mình sức mạnh và cái sự nhanh nhẹn của spiderman sự di chuyển nhanh nhé